Tử vi hôm nay xem tử vi mấy con giáp 29/3/2021 tuổi Thìn công việc gặp sự cố, tuổi Dần có tiền lẫn tài. Tử vi mấy con giáp tuổi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất và Hợi về công việc, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và sự may mắn. Dưới đây tử vi vui ngày 29/3/2021 dương lịch của mấy con giáp, chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới. Tuổi Tý về sự nghiệp tài lộc. Hôm nay tuổi Tý tỏ ra kiêu căng vì bạn làm được nhiều điều trong công việc, vì vậy bạn dễ bị cấp trên để ý về thái độ thái quá này. Về tình cảm, những cô gái tuổi Tý thường bị các chàng trai tuổi Ngọ thu hút, bởi vậy bạn cũng dễ bị lụy tình hơn trong mọi trường hợp. Về sức khỏe, bạn đừng nên thức khuya quá vì điều này không tốt cho sức khỏe. Giờ tốt trong ngày 18 giờ đến 20 giờ. Tuổi Sửu về sự nghiệp tài lộc. Người tuổi Sửu không nên dừng lại những kế hoạch đang diễn ra với mình, nếu dừng lại đồng nghĩa với việc bạn bỏ dở giữa chừng những thành quả của mình. Về tình cảm, tuổi Sửu có một ngày vô cùng mệt mỏi chỉ vì bạn suy nghĩ quá nhiều đến chuyện hôn nhân của mình. Chuyện đâu còn có đó, hà cớ gì bạn phải lo lắng đến như vậy. Về sức khỏe, bạn nên lưu ý một số dấu hiệu về các bệnh có liên quan đến đường tiêu hóa. Giờ tốt trong ngày 8 giờ đến 10 giờ. Tuổi Dần về sự nghiệp tài lộc. Tuổi Dần là người có năng lực, bởi vậy bạn sẽ không cần sự giúp đỡ của ai cả. Nếu thật sự bạn cần ai đó giúp đỡ thì người đó phải thật sự đặc biệt mới được. Về tình cảm, bạn không có quá nhiều kỷ niệm đẹp với mối tình cũ của mình. Tuy nhiên là một người nặng tình, tuổi Dần lại không thể bỏ rơi người ấy khi họ yếu đuối được. Về sức khỏe, bạn bị bệnh liên quan đến xương khớp, nếu không chú ý bệnh sẽ trở nên nặng hơn. Giờ tốt trong ngày 12 giờ đến 14 giờ. Tuổi Mão về sự nghiệp tài lộc. Nếu tuổi Mão tập trung về việc đầu tư thì tiền bạc cũng không thua kém ai cả đâu. Tuy nhiên gần đây bạn lại bị sao nhãng nên không thể hoàn thành tốt được. Về tình cảm, những người đã lập gia đình ít nhiều đã có tư tưởng với người thứ ba, bởi vậy hôn nhân có bền vững hay không đều phụ thuộc vào bạn đó. Về sức khỏe, bản mệnh có thể bị đau bụng, vùng cổ, vai, gáy trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày 12 giờ đến 14 giờ. Tuổi Thìn về sự nghiệp tài lộc. Tuổi Thìn hôm nay gặp một sự cố trong công việc, đặc biệt là những người đảm nhận vị trí liên quan đến giấy tờ, sổ sách. Về tình cảm của người tuổi Thìn không thật sự tốt. Nếu bạn không có sự chuẩn bị tốt cho tương lai thì cả hai người sẽ lâm vào tình trạng một túp lều tranh hai quả tim vàng đó. Về sức khỏe, bạn dễ bị căng thẳng trong ngày, hãy thư giãn thêm một chút nhé. Giờ tốt trong ngày 14 giờ đến 16 giờ. Tuổi Tỵ về sự nghiệp tài lộc. Tuổi Tỵ không nên mang những suy nghĩ cá nhân của mình vào áp đặt cho người khác. Bạn thích nhưng chưa chắc họ đã thích, bởi vậy hãy tôn trọng quyền cá nhân của mỗi người. Về tình cảm, tuổi Tỵ và những người thân trong gia đình không hợp nhau nên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi về vấn đề lợi ích chung. Về sức khỏe, bạn nên tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày. Giờ tốt trong ngày 14 giờ đến 16 giờ. Tuổi Ngọ về sự nghiệp tài lộc. Hôm nay kiếp tài ghé thăm khiến cho cung tài lộc của tuổi Ngọ gặp nhiều vấn đề. Bạn không nên đầu tư và tránh làm những việc trọng đại. Về tình cảm, tuổi Ngọ bị người kia nắm được điểm yếu để người ấy không bắt thóp được. Bạn nên minh bạch trong các mối quan hệ. Về sức khỏe, bạn nên chú ý đến những vấn đề răng miệng. Giờ tốt trong ngày 8 giờ đến 10 giờ. Tuổi Mùi về sự nghiệp tài lộc. Tuổi Mùi cùng với những cộng sự trở nên rắn giỏi hơn sau bao nhiêu sóng gió mà tất cả đã gặp phải trong thời gian qua. Về tình cảm, người ấy có một số sự hiểu lầm đến bạn nên vậy cả hai không được bình tĩnh khi nói chuyện với nhau cho lắm. Về sức khỏe, bạn không nên ăn quá chua hay quá cay, nếu không dạ dày của bạn sẽ không chịu nổi đâu. Giờ tốt trong ngày 10 giờ đến 12 giờ. Tuổi Thân về sự nghiệp tài lộc. Hôm nay tuổi Thân vất vả bao nhiêu thì cuối cùng bạn cũng đã đạt được điều mà mình mong ước, hãy cứ kiên trì với mục đích của mình nhé. Về tình cảm, tuổi Thân và bố mẹ không hợp nhau, mọi người trong gia đình thường xuyên cãi nhau về vấn đề không đâu. Về sức khỏe, bạn gặp vấn đề về mắt, hạn chế dùng điện thoại vào ban đêm. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Tuổi Dậu về sự nghiệp tài lộc của tuổi Dậu thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bạn có tài lẫn tiền nên không ai có thể coi thường bạn được. Về tình yêu, tuổi Dậu mường tưởng về một tương lai tốt đẹp với người ấy. Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng nhận được niềm vui hay được người ấy dành chọn tình cảm cho mình. Về sức khỏe, nếu muốn sống khỏe, bạn nên từ bỏ ngay thói quen xấu hàng ngày đi nhé. Giờ tốt trong ngày 8 giờ đến 10 giờ. Tuổi Tuất về sự nghiệp tài lộc. Hôm nay tuổi Tuất nên suy nghĩ cẩn thận về những quyết định có liên quan đến tài chính. Bạn đừng nghĩ muốn làm gì cũng được, bởi không phải lúc nào cũng có người giúp đỡ được đâu. Về tình cảm, tuổi Tuất nên bình tĩnh nếu có người nói điều không hay về bạn với gia đình của người ấy hay là chính bạn thôi, không cần nghĩ đến ai cả. Về sức khỏe, bạn nên yêu thương bản thân mình bằng cách đi ngủ sớm là được. Giờ tốt trong ngày 10 giờ đến 12 giờ. Tuổi Hợi về sự nghiệp tài lộc. Tuổi Hợi vì có sự ảnh hưởng đến quá khứ nên mọi việc bạn làm hôm nay đều sôi động bỏ không. Về tình cảm, tuổi Hợi nên học cách yêu thương bản thân thay vì chú ý đến cảm xúc của đối phương. Về sức khỏe, bạn nên bỏ ngay những chất kích thích khỏi cuộc sống của mình đi nhé. Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ.